Sao mẹ vẫn chưa ngủ? Sao bây giờ con mới về? Đã mấy giờ rồi? Công ty bảo con về lâu rồi mà. Con ra ngoài có chút chuyện riêng. Đừng có lương lẹo. Sao con không nghe điện thoại của Giai Tử? Con không nghe gì, không muốn nghe thôi. Có gì đâu. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Mẹ cho con biết, con còn đối xử với Giai Tử như vậy thì mẹ sẽ đuổi con đi đấy. Phải rồi, con vừa mới nhớ ra, mẹ mới là sếp lớn của Yên Vũ, Tiêu Tương. Mẹ muốn đuổi con là chuyện phút một. Nhưng mà con nói mẹ nghe, dù đuổi con thì con cũng không cần sự giúp đỡ của nhà họ Trần. Con nói thì dễ. Chuyện này khiến mẹ sầu não đến mức ngủ cả đêm. Con nhìn cái đầu mẹ bạc nhiều lắm rồi. Lo nghĩ linh tinh. Mẹ không hiểu Giai Tử có điểm nào không tốt. Hơn nữa, con làm thế nào cũng là một mũi tên trúng hai đích. Lại nữa, con không muốn kết hôn với Trần Giai Tử. Không phải con không muốn mà là con chưa từng nghĩ đến. Vậy từ giờ nghĩ đến là được rồi. Mẹ nói này, phải kết hôn trong vòng một năm. Muốn nghĩ thì mẹ nghĩ đi, con mệt rồi.只是想要一个能够好好爱我的人，在我需要的时候能给我他心里最好的部分。你不过只是想要一个人填补你空虚时的灵魂，不要认真，只要亲吻。 在凌晨寂寞时分，明明看穿你温柔背后穿的真，刺的遍体鳞伤还往嘴里吞。我以为只要我没有承认，你就不是那个爱错的人。动情的一人。 Thầy Trương dậy rồi sao? Sớm vậy. Thầy Trương à, đừng có mặc quần tất mãi như vậy, máu không lưu thông được đâu, không tốt cho sức khỏe. Được được được. Alo, ai đấy? Alo, Trương Định có ở đây không? Anh ấy đi đâu rồi? Sao tôi biết được? Cô tên gì? Cô có chuyện gì thì nói với tôi. Cô tên gì? Có gì tôi nói lại cho. Sau đó tôi... Alo? Alo? Người gì vậy không biết? Nói chứ cũng có lý phết. Còn nói nữa, ông xem ông giữ sức khỏe tốt chưa kìa. Chú Lưu, cháu về lúc nào thế? Cháu về một thời gian rồi, lâu rồi không gặp. Sao càng ngày chú càng trẻ vậy? Ông Trần, ông xem đi, con gái xinh đẹp dẻo miệng quá đấy, biết ăn nói hơn ông nhiều. Chú dạy ba cháu các chú chăm sóc sức khỏe đi. Được, nếu không chê. Ông già này nhạt nhẽo là được. Sếp Trần, cuộc họp bắt đầu rồi. Ông Lưu, tôi đi họp đã. Ông nói chuyện với con gái tôi đi. Cứ làm việc đi. Giai Tử, học hỏi chú Lưu đi. Con biết rồi ba. Chú Lưu à, uống trà đi. Nghe nói công ty chú đã hợp tác nhiều năm với Y Vũ Tiêu Tương. Đúng. Nghe nói công ty họ đang gặp chút vấn đề về tài chính. Cháu xem đi, về nước chưa lâu mà đã biết nhiều đấy nhỉ.
Chiêu Lưu, tập đoàn chú có tài trợ vốn cho họ không? Việc này công ty chú đang nghiên cứu, hiện tại vẫn chưa quyết định. Cháu hy vọng các chú đừng trợ vốn cho công ty họ. Sao vậy? Cháu vừa về nước chưa lâu, muốn làm về bên nhà hàng. Cháu cũng có ý định trợ vốn cho họ. Nếu chú trợ vốn cho họ thì cháu hết cơ hội hợp tác với họ rồi. Đây là ý của ba cháu nhỉ? Không phải là ý của ba cháu, là ý của cháu. Chú xem, cháu với chú chưa gặp nhiều năm. Chú Lưu, chú giúp cháu đi có được không? Cậu bé tinh tranh này. Nào, uống ly trà nữa nào. Đây là trà mới của năm nay. Trà tốt, chú nhận ra rồi. Sếp Lý, là như vậy. Chủ cho thuê của hai tiệm Tử Khâm và Kim Khê đã bàn bạc rồi. Bên kia đòi tăng giá thuê 50%, đồng thời trả 3 năm một lần. Nói tiếp đi. Đúng, bên công ty quốc tế bây giờ đang gọi thầu cửa tiệm. Rất nhiều doanh nghiệp nhà hàng đều hứng thú. Nếu chúng ta không tham gia thì sự nỗ lực thời gian trước đều lãng phí. Bây giờ trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu vốn lưu động? Không tới 10 triệu, có lẽ khó mà đóng tiền thuê. Như vậy đi, nói với bên cho thuê, tôi chấp nhận tăng giá thuê, nhưng mức độ tăng không được quá 30%. Hơn nữa, phải ký hợp đồng 5 năm, trả tiền thuê 1 năm một lần. Ngoài ra, đi tìm thêm những nơi khác, có cửa tiệm nào tốt không, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch B. Buổi đấu thầu quốc tế, chúng ta sẽ tham gia, bảo bên phòng quan hệ công chúng chuẩn bị tài liệu. Dân, cho cậu hay, gần đây khá nhiều việc, tối đến ít ra ngoài chơi bời đi. Làm gì có tâm trạng nói chuyện quan trọng. Vốn bên tập đoàn Dương Quang cũng không biết có được phê duyệt không. Bây giờ không thể chắc chắn. Chúng tôi hẹn gặp sếp Lưu đi. Sếp Lưu chiều nay phải ra nước ngoài khảo sát. Thư ký ông ấy nói phải đợi ông ấy về mới hẹn được. Không được, nhất định phải gặp ông ấy trước khi ông ấy ra nước ngoài. Bay lúc mấy giờ? 4 giờ. Đi. Các cháu đồng ý trợ vốn cho công ty cô thật sao? Đương nhiên rồi. Cô à, cháu biết trước đây công ty cô có vấn đề tài chính. Cháu nói với ba cháu đã đồng ý rồi. Nhưng mà có một vấn đề cần phải giải quyết trước. Vấn đề gì? Cô nhìn đi, lúc trước chúng cháu không có qua lại gì giữa hai doanh nghiệp. Lần này trợ vốn một cách đường đột, sẽ có nhiều cổ đông có suy nghĩ này kia. Trừ phi gì? Hai nhà chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt, họ cũng sẽ không nói gì nữa. Giai tử à, hai chúng ta có chung ý tưởng rồi. Tối qua cô còn bảo với Tư Tiến, trong năm nay nhất định phải kết hôn. Đúng là cảm tạ trời đất. Thực ra giai tử, cháu nên cảm nhận được trong lòng cô đã sớm xem cháu là con dâu rồi.
Cô biết mà, cháu và Tư Tiến là một đôi trời sinh. Nhưng nó không biết như các chàng trai khác lấy lòng con gái đâu. Thêm nữa, dạo này công ty có vấn đề về tài chính, nên có thể nó bận bịu không lo hết được. Cô à, cháu là con gái, cháu không thể chủ động quá được. Đương nhiên, việc này cô nghe cháu, cô sẽ bắt nó đi xin lỗi cháu. Xong việc thì bảo nó dành thời gian ở bên cháu. Sau này cô và ba mẹ cháu bàn bạc thời gian rồi định ngày làm đám cưới, càng nhanh càng tốt. Vậy anh Tư Tiến có đồng ý không? Đương nhiên nó đồng ý rồi. Yên tâm đi. Chào cô. Chào anh, cho hỏi shop Lưu có đây không? Cho hỏi anh là, tôi là Lý Tư Tiến của Yêu Vũ Tiêu Tương. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy. Xin lỗi, shop Lưu hôm nay không ở đây. Ông ấy có việc phải sang nước ngoài. Tôi đã chuyển lời với thư ký của anh rồi. Đợi ông ấy về có thời gian thì gặp anh. An Đông, sao vậy? Cô à, bệnh của sếp Lý tái phát rồi, qua kia ngồi một lát nhé. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Phiền cô rót ly nước giùm. Được, được, được. Chậm thôi. Lúc này anh dọa tôi đấy, im miệng. Được rồi, cảm ơn nhé. Đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn chưa? Sếp Lưu, anh ấy bảo không được khỏe, muốn ngồi đây nghỉ một lát. Sếp Lưu, sếp Lý cậu không khỏe, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Vừa gặp ông là tôi hết bệnh rồi. Tôi còn có tác dụng này sao? Ngồi đi, tôi còn có việc nói ngắn gọn thôi. Sếp Lưu, tôi tới là để hỏi về vấn đề trợ vốn. Nếu cậu đã đích thân tìm tôi thì tôi cũng nói thật với cậu, lần trợ vốn này xem ra hơi khó khăn. Sếp Lưu, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, hơn nữa danh dự chúng ta luôn. Tại sao lần này số tiền của các cậu quá lớn? Chúng tôi kiểm tra báo cáo tài vụ năm ngoái của các cậu. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng của các cậu chậm hơn mấy năm trước rất nhiều. Hơn nữa, ngành nhà hàng cao cấp như hiện tại đa số đều đang thua hẹp. Vậy mà các cậu vào lúc này lại muốn mở rộng cao cấp hơn. Như vậy thì quá rủi ro. Không giấu ông, mấy năm nay tốc độ tăng trưởng của chúng tôi đúng là không bằng trước kia. Nhưng chính vì như vậy mà chúng tôi phải nắm bắt thời cơ này, tạo ra nhãn hiệu cao cấp thuộc về chúng tôi. Tập đoàn chúng tôi kiểm tra trợ vốn rất nghiêm túc. Có vài chuyện cũng không phải mình tôi quyết định được. Tôi nghe nói tập đoàn Thường Ích rất có hứng thú với công ty các cậu. Đúng, tập đoàn Thường Ích đúng là muốn trợ góp vốn cho công ty chúng tôi. Nhưng đứng từ góc độ hợp tác, sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi chắc chắn vẫn là quý công ty. Sếp Lý, cậu vẫn còn trẻ, còn nhiều con đường để lựa chọn. Đừng cố chấp vì một chuyện mãi. Tôi còn có việc. Tạm biệt.
Xin chào. Đem những món ngon nhất của tiệm lên đây đi. Phải rồi. Cô Trương thích ăn đồ ngọt. Cô chờ một chút nhé. Nhiều như vậy mà một mình ăn sao? Làm gì chứ? Chào buổi tối, tôi là tổng giám đốc của Yêu Vũ Tiêu Tương, Lý Tư Tiến. Đầu tiên, chào mừng các vị tới đây. Đồng thời chúng ta sẽ chào đón một vị khách mời đặc biệt, cô Trương Vi. Sao lại là đặc biệt? Tôi và cô ấy quen nhau đã gần 20 năm rồi. Không lâu trước, cô ấy bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi. Kể cho tôi nghe một câu chuyện về táo và quýt. Chúng ta thường hỏi hạnh phúc là gì. Tôi cho rằng hạnh phúc khi nhỏ là bạn có được một thứ mình cực kỳ muốn có. Vậy thì hạnh phúc khi trưởng thành là gì? Là có một ngày người bạn yêu đã lâu bỗng dưng xuất hiện trước mặt của bạn. Đương nhiên, điều này cần bạn phải có một trái tim mạnh mẽ để đối mặt với hạnh phúc bất ngờ này. Lúc này, xin hãy cho phép tôi diễn tấu một bài piano tặng cho người tôi yêu. Nói sao? Chẳng đáng tin cậy gì cho cháu leo cây. Bảo hôm nay không về ăn cơm. Nó coi cháu là người nhà, thường đối xử với bọn bác vậy mà. Như vậy đi, chúng ta cùng ăn. Bác à, đúng lúc cháu hẹn với bạn rồi, cháu không ăn ở đây nữa. Bác nấu xong hết rồi. Lạc Lạc à, sao cháu lại đi?
Đúng lúc cháu hẹn với bạn rồi, cháu không ở đây ăn nữa. Xin lỗi cháu nhé, đợi Vivi về chú sẽ phê bình nó. Chú phải nói đấy. Lạc Lạc, tìm anh sao? Tự sướng đi. Anh vừa về là em định đi à? Đã mấy giờ rồi mà anh mới về? Để anh tiễn em nhé. Thôi đi, em lái xe mà. Chú Trương bắt gái, cháu đi đây. Con đi đâu vậy? Một người bạn mới mở quán bar nên bảo con trông quán cho. Cuối cùng đến mới biết là lên phố kéo khách cho người ta. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của con là tìm một công việc ở khu An Trị. Con đi rồi. Nhưng họ bảo con làm tài xế taxi với lại bảo vệ. Con làm được chắc? Sao lại không được? Thanh niên làm mấy việc đấy được mà. Khi đó ba mẹ đều cần việc cấp thấp nhất mà. Bà cô này để bà, không lễ phép gì cả. Bà, thời đại bây giờ thay đổi rồi. Bà thấy con, trừ việc ăn chơi nhảy múa thì chẳng làm được gì. Chủ tịch Dương, sau này nếu con về muộn nữa, mẹ có thể ngủ trước không? Hôm nay ở tiệm Kim Kê chơi hai đấy. Đánh mấy bài đàn cho con gái người ta. Sao mẹ biết? Không lẽ lại là An Đông? Hôm nay không phải An Đông thật. Có phải con nghĩ mẹ già rồi thì ngày ngày ở nhà? Mẹ nói cho mẹ biết, mẹ con còn chưa già đến mức đó đâu. Thì giờ chúng ta đi bàn bạc hợp đồng, mẹ chẳng kém hơn con đâu. Đừng nghĩ con ở bên ngoài học được ít ngoại ngữ, học được ít lý luận thì có thể hết mũi lên kiêu ngạo. Những thứ đó không dễ áp dụng vào thương trường thực tế. Được rồi, con biết rồi. Trứng không khôn hơn vịt được, gừng càng già càng cay. Biết là tốt. Từ Tiến, doanh nghiệp nhà ta muốn thoát khỏi nguy hiểm thì nhất định phải lựa chọn một biện pháp nhanh gọn. Biện pháp nhanh gọn gì? Chọn một ngày đính hôn với gia tử mau đi. Mẹ, nửa đêm nửa hôm mẹ đừng có mộng du nữa. Nghe lời đi. Sếp Lý, doanh nghiệp này không phải là của riêng con, là tâm huyết hơn nửa đời người của mẹ con và các nhân viên. Các nhân viên đều phải kiếm cơm cùng với con, cả người nhà của họ nữa. Muốn kinh doanh tốt, đồ ăn ngon mặc đẹp thì phải trả giá. Không phải cứ yêu đương suốt, dỗ con gái vui vẻ, lãng mạn. Tất cả đều có thể có được hết. Con biết mà, mẹ yên tâm đi. Con sẽ không làm lỡ công việc. Mẹ nói con biết. Hôm nay mẹ bàn với con chuyện này. Thứ nhất, không phải là bàn bạc. Thứ hai, mẹ không nghe con giải thích. Thứ ba, chuyện này phải sắp xếp ngay. Mẹ nói gì? Bác à, cháu đi trước đây. Ăn cơm đi, cháu không ăn đâu, không kịp nữa. Này, con bé này thật là. Bữa sáng có gì ngon nào? Làm gì vậy? Ăn sáng. Mặt trời mọc đằng tây sao? Sao con lại dậy sớm như vậy? Không chuẩn bị cơm cho con. Sao lại không chuẩn bị? Dù gì con cũng là thành viên của nhà này. Bình thường con dậy là giữa trưa rồi, nên là không chuẩn bị suất của con. Cái gì mà không chuẩn bị? Cãi nhau gì vậy? Ăn cơm nào. Thầy Trương, con nhìn ra rồi đấy. Ở nhà ta, phụ nữ có địa vị cao hơn.
Lúc trước, trừ việc không thuận mắt con, thì còn nấu cơm cho con, bây giờ còn không thèm nấu. Suốt cuộc con có phải con ruột không? Con dậy sớm như vậy làm gì? Là để đi tìm công việc còn gì? Không giống ai đó ở nhà này, chẳng phải người nhà này mà còn coi như mình là chủ nhân. Con bớt nói vài câu đi, lắm mồm như vậy. Nói mãi, thầy Trương cứ để nó nói nốt. Ai ăn ở chùa? Ta không ăn ở chùa đâu. Việc nhà là ai làm chứ? Ai giặt áo cả nhà? Ai chăm sóc hoa cỏ? Cả tất thúi của con và chăn con phơi. Và lại cả việc giúp con nghe điện thoại nữa. Cái gì? Điện thoại gì? Có cô gái nào đó bảo tìm con. Cô gái nào? Không biết. Ba cho con hay, đừng có mà yên ổn vài hôm đã lại đi chơi với mấy đứa không ra gì. Tuyệt đối không thể. Con trai mà, không thể tránh việc có điện thoại quấy rối được. Ba đừng chuyện bé xé to. Làm gì có chủ nhân nào? Mấy người ăn còn tôi phải đi làm. Có chủ nhân như vậy sao? Thấy thái độ này là con không đồng ý rồi đấy. Điện thoại? Đây là điện thoại của Vivi à? Sao nó lại để điện thoại ở đây? Xem đây, để con xem. Đây không phải điện thoại của chị con, là điện thoại của Lạc Lạc. Làm gì vậy? Giật cả mình. Chụp ảnh. Đẹp không? Đẹp trai không? Đưa đây. Đến đây làm gì? Đưa điện thoại cho em đấy. Chị của anh đâu? Chị anh đi làm. Chị ấy làm gì có thời gian? Cũng đúng. Bây giờ cả nhà chỉ có anh là nhàn nhất. Nghe chị anh nói, gần đây anh đang tìm công việc. Tìm được chưa? Tìm được rồi. Mà còn đến đưa điện thoại được cho em à? Cũng đúng. Gần đây tìm bọn em đúng lúc thiếu người. Anh có muốn thử không? Chỗ này à? Không muốn thì thôi. Được. Nhưng mà chỗ nho nhã như vậy, anh sợ không làm được. Anh nghĩ nhiều thật đấy. Anh thì chỉ có khuân vác đồ rồi giao hàng làm việc nặng thôi. Lương thì sao? Tính theo giờ. Được. Khi nào bắt đầu? Hôm nay. Vậy từ bây giờ anh đã là người của Lạc Lạc rồi. Vậy để cảm ơn em thì gửi ảnh trong máy em cho anh đi. Làm gì? Cảm ơn em đó. Chẳng phải em không có bạn trai sao? Giúp em đăng thông báo tìm người chứng hôn. Anh bị điên sao? Tìm người chứng hôn mà đăng ảnh hai chúng ta thì mua một tặng một à? Chúng ta còn xa cách gì? Có phải anh với chị anh nghĩ là lấy chuyện này chèn ép em rất thú vị không? Bọn anh quan tâm em mà. Không cần. Làm gì? Lại đây. Tình hình lúc nãy mọi người nói tôi đã hiểu rồi. Mọi người là cổ đông. Tôi muốn biết có ý kiến đóng góp gì không? Chủ yếu là hiện tại tôi thấy không được thực tế. Các vị tiền bối, mọi người đều nghĩ là người giúp chủ tịch Dương gây dựng Yên Vũ Tiêu Tương, cũng là người nhìn Yên Vũ Tiêu Tương từng bước phát triển. Tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người. Mọi người biết lúc nãy tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ chim bay trên trời, sao mà có con chim cứ bay mãi, lại đụng trúng thủy tinh. Có lẽ là vì chúng muốn bay cao hơn, nhanh hơn, mà quên mất nguy hiểm ở trước mắt. Vậy ý của sếp Lý là gì? Kế hoạch cửa tiệm cao cấp ở trung tâm thời trang quốc tế hủy bỏ hết. Kế hoạch ra mắt thị trường tạm hoãn lại. Qua loa nhỉ? Sao có thể chứ? Đúng vậy.
chẳng ngờ tới điều này đấy. Sếp Lý, lúc đầu kế hoạch này là đích thân cậu đưa ra. Hơn nữa cậu còn có báo cáo thu lãi khách quan nữa. Cổ đông chúng tôi đọc xong thì mới đồng ý với kế hoạch này. Đúng, bây giờ cậu lại bảo bỏ. Vậy cậu bảo xem chúng tôi nên phục tùng quyết định của cậu hay là không đây? Đúng vậy, sếp Tiêu nói đúng. Ban đầu tôi đề ra kế hoạch mở rộng, tôi không ngờ tới là cửa tiệm hợp tác lâu năm với chúng ta lại bỗng dưng đòi tăng tiền thuê. Đây là một sự cố. Đương nhiên, tôi nói vậy không phải là tìm cớ cho mình. Trước đây tôi đúng là không suy xét kỹ càng. Nhưng nếu sự cố đã xảy ra rồi, tôi thấy nhiệm vụ quan trọng trước mắt vẫn là tiết kiệm vốn tiền mặt lưu động. Ý của sếp Lưu là tiết kiệm vốn tiền mặt lưu động, giao toàn bộ cho doanh nghiệp chính, rồi tùy người ta định đoạt. Đương nhiên không phải. Bên doanh nghiệp chính tôi sẽ đàm phán tiếp, hy vọng có thể giảm giá thuê. Sau khi chuyện bất ngờ này xảy ra, tôi nhận ra rằng trong tay chúng ta phải có đủ vốn tiền mặt lưu động. Chúng dự kế hoạch xin cấp phép ra mắt thị trường 2 tháng. Tôi thấy chỉ có thể tạm hoãn nhiều nhất là 1 tháng. Chúng tôi mong sếp Lý trong khoảng thời gian này xử lý tốt mọi chuyện. Sếp Lý mà xử lý không tốt thì tới lúc đó chủ động nhường chức đi. Các vị cổ đông, đúng là trước đây tôi không suy nghĩ chu đáo vấn đề này. Tôi xin lỗi mọi người lần nữa. Cũng mong các vị cho tôi thời gian. Tôi nhất định sẽ xử lý tốt nhất. Được rồi, vậy tan họp đi. Đi thôi, tan họp nào. An Đông, mau chóng nghe ngóng sếp Giang đang ở đâu. Cậu đơ ra đó làm gì? Sếp Lý, anh đừng áp lực quá được không? Cho dù tới khi đó tôi thất nghiệp thì tôi cũng không trách anh. An Đông, cậu nghe đây, trái đất vẫn quay mà. Không có ai vĩnh viễn đứng ở một vị trí xui xẻo mãi cả. Tôi biết. Vậy anh có thể để bản thân thả lỏng một chút không? Anh gọi tôi là gì? Gọi anh thôi mà. Dù sao tới lúc đó hai chúng ta cùng thất nghiệp thì không còn quan hệ cấp trên cấp dưới. Cậu biết bây giờ trong mắt tôi cậu giống gì không? Giống gì? Thì giống hai con lợn. Anh là có ý gì? Bởi vì một con thôi không đủ diễn tả sự ngu của cậu. Tôi nói anh nghe, thời gian làm việc anh đừng có mà tùy tiện nói đùa với tôi. Sao vậy, không vui à? Sao em lại tới đây? Em tới để xin lỗi lời em nói lúc trước. Không cần. Anh Tư Tiến, em đã nghĩ kỹ ở nhà rồi. Anh không thích em, có phải vì em tỏ tình anh nên giờ anh ghét em? Chuyện đã qua rồi, đừng nói nữa. Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt. Đương nhiên, em đến không phải chỉ vì nói chuyện này đâu nhỉ? Bạn bè tốt thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Em biết vấn đề tài chính của các anh vẫn chưa được giải quyết, em có thể giúp anh. Không phải lại là chuyện kết hôn chứ? Đương nhiên không phải chuyện kết hôn. Em đã biết anh không thích em, em cũng không thể mặc giày bám theo anh. Cho nên muốn ba em trợ vốn thì phải cho ông ấy một câu trả lời.
Chúng ta có thể giả vờ đính hôn, để ba em trời giống xong thì chúng ta quỷ hôn ước. Gia Tử à, em ấu trĩ quá đấy. Không thể được. Hay là như vậy đi, em đưa ra yêu cầu cuối cùng. Cuối tuần ba mẹ em và cả cô Tuyết Mai cùng ăn cơm với chúng ta có được không? Việc này sếp Lý, sao rồi? Sếp Giang tới Thanh Đảo nghỉ dưỡng rồi. Ông ấy hủy tất cả lịch gần đây. Đặt cho tôi vé tới Thanh Đảo ngay. Dù là nghỉ dưỡng, tôi cũng phải đi với ông ấy. Dân, có người tới à? Dân, là cô Trương tới. Sao lại không báo tôi? Vừa rồi anh hợp mà. Bà bảo tính cách bướng bỉnh của con gái chúng ta có giống bà không? Tôi và con gái ấy đều là cung thiên yết, chỉ ngang ngược khó bảo với người mình thích thôi. Bà còn hiểu biết cung hoàng đạo nữa à? Bà còn bé nữa đâu, cứ như bé gái vậy. Nói gì chứ? Tôi là cung gì? Song ngư. Vậy nên chúng ta hợp nhất đấy. Lý Tư Tiến và Giai Tử có hợp cung hoàng đạo không? Tôi cũng không biết cậu ấy cung gì, nhưng tôi thấy hai đứa nó không hợp. Vậy mà Giai Tử cứ thích. Ấn tượng của tôi với Lý Tư Tiến cũng được. Dù mẹ cậu ấy Dương Tuyết Mai thì tôi cảm thấy hơi kém gu. Nhưng người phụ nữ đó có thể gồng gánh doanh nghiệp lớn như vậy, tôi cũng rất khâm phục bà ấy. Chúng ta có vừa ý hay không cũng đều xếp thứ sau. Quan trọng là Giai Tử vừa ý. Nếu không chúng ta có vừa ý cách mấy cũng đâu có tác dụng gì. Ba mẹ, hai người đang nói gì thế? Đang bàn về con đấy. Vậy chắc chắn là đang nói về chuyện lớn cả đời của con. Con đang nghe lén ba mẹ nói chuyện à? Ba, mẹ, con phải nói với ba mẹ cuối tuần này con đã hẹn anh Tư Tiến đi ăn cơm với cả nhà ta. Ba mẹ phải dành thời gian ra đấy. Ăn cơm thì được thôi. Còn có bất ngờ nhỏ nữa, con về phòng trước đây. Con bé này không biết lại đang làm trò gì. Lạc Lạc à, nhiệm vụ hôm nay em giao cho anh đã xong hết rồi. Được đấy, tốc độ nhanh, hiệu quả cao, đúng là một trợ thủ tốt. Đứng im, sao vậy? Mặt em bẩn à? Tên nhóc, đừng đánh vào đầu anh mãi, vừa tổn thọ lại không cao được. Cũng không biết chị của anh với Lý Tư Tiến thế nào rồi. Em đó cái tên nhà giàu kia sao? Em nghe chị anh nói ấn tượng với anh ta cũng được lắm. Anh ấn tượng tốt với anh ta thì có tác dụng gì? Quan trọng xem chị của anh nghĩ gì. Vậy chị anh nghĩ gì? Chị anh ấy à, nhìn thì thông minh, nhưng thực ra
cứ gặp chuyện tình cảm thì ngu ngốc lắm. Anh không nói em cũng chẳng để ý, anh nói thì đúng thật. Nhưng này, em nói xem, nếu chị của anh và tên nhà giàu này thành một đôi thật, thì tương lai của anh chẳng có tương lai gì hết.